Xin chào quý bà con, hôm nay mời bà con xem chức năng nghiền của máy xay sát gạo đa năng Takio TK200. Máy nghiền cám là một thiết bị được sử dụng để nghiền và xay nhỏ các nguyên liệu như ngô, khoai, sắn, đổ đậu, cám gạo, bã hèm, bã đậu nành, bã lúa mì và các loại thức ăn khác. Máy nghiền cám được sử dụng để sản xuất ra dạng cám, để trộn vào thức ăn chăn nuôi để cải thiện giá trị dinh dưỡng. Máy nghiền Takio TK200 có thiết kế chắc chắn và dễ dàng sử dụng, được trang bị động cơ mạnh mẽ và hệ thống dao nghiền được làm bằng thép không gỉ để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao. Ngoài ra, máy nghiền Takio TK200 còn có hệ thống bảo vệ an toàn, giúp ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Hai cái khác nhau liền.